trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử. Sáng ngày 30 tháng 4, tại bến đua thuyền truyền thống của huyện tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2024. Tham dự có đồng chí Mai Văn Minh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Bùi Thanh Chuyên, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Nam Giang, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, ban ngành của huyện, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, đại diện các nhà tài trợ cho lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Tuyên Hóa năm 2024. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao nói chung và đua thuyền truyền thống nói riêng được phát triển rộng khắp trong toàn huyện, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Đặc biệt với bộ môn đua thuyền truyền thống huyện Tuyên Hóa luôn giành được giải cao tại các giải đua thuyền truyền thống toàn tỉnh và vinh dự được tham gia thi đấu giải các nước trong khu vực. Đặc biệt tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9, đội đua thuyền của huyện đã giành huy chương vàng nội dung 2.000m và huy chương đồng nội dung 1.000m. Kính chào quý vị, lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm nay được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Và đây là năm thứ hai giải được tổ chức với quy mô toàn huyện với sự tham gia của hơn 500 vận động viên đến từ 19 đội thuyền đua nam thuộc 19 xã thị trấn, thể hiện sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của huyện đến cơ sở với mục tiêu phát triển môn đua thuyền truyền thống ngày càng quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong thời gian gần nhất. Mặt khác, thông qua lễ hội để tiếp tục động viên khơi dậy phong trào tập luyện môn đua thuyền truyền thống, qua đây để tuyển chọn đội đi tham gia giải đua thuyền truyền thống cấp tỉnh trong thời gian tới và những năm tiếp theo để giải đạt kết quả tốt. Thay mặt ban tổ chức, tôi yêu cầu các vận động viên thể hiện tinh thần văn hóa lễ hội, thi đấu với quyết tâm cao để phục vụ đông đảo khán giả với nhiều cuộc bứt phá ngoạn mục có sức hấp dẫn, trên tinh thần đoàn kết, thân ái, trung thượng, cao thượng, học hỏi lẫn nhau để tiến bộ. Tôi đề nghị các trọng tài cần nâng cao trách nhiệm của người cầm cân nảy mực, tổ chức, điều khiển các lượt thi đấu thật công tâm, vô tư, trung thực, chính xác, xác định thành tích các đội thuyền đúng thực chất, tìm ra được những đội thuyền thực sự xuất sắc, xứng đáng với khả năng, năng lực cống hiến của các đội. Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo của 19 xã thị trấn phát huy hết tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đôn đốc nhắc nhở các vận động viên chấp hành nghiêm điều lệ của giải. Ban tổ chức tin tưởng rằng với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo các cấp, của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, sự có mặt của vụ nhiệt tình của đông đảo bà con nhân dân chắc chắn sẽ tạo nên không khí sôi nổi, phấn chấn trên từng đoạn đường đua xanh, đưa lễ hội thành công tốt đẹp. Tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Tuyên Hóa năm 2024 có 589 vận động viên đến từ 19 đội đua của 19 xã thị trấn trong huyện. Sau lễ khai mạc, các đội tham gia thi đấu vòng loại theo thứ tự bảng A, B, C, D, chọn 4 đội nhất mỗi bảng vào thi đấu lượt chung kết hạng A, 4 đội nhì mỗi bảng vào thi đấu lượt chung kết hạng B với cự ly 3.600m. Điểm xuất phát và về đích chung ở phía trước khán đài của ban tổ chức, xuất phát vòng trái qua tiêu ngang nhà thờ Minh Tú qua vị trí xuất phát, vòng trái qua tiêu ở phía trên lèn trúc về đích. Đến với lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Tuyên Hóa năm nay, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, tuyển chọn vận động viên. Với khí thế sôi nổi, ngay từ giữa tháng 4, các đội đua trên địa bàn huyện đã làm lễ hạ thủy thuyền đua và hăng say luyện tập, quyết tâm giành thành tích tốt nhất về cho địa phương mình. Nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho các đội tham gia, huyện Tuyên Hóa hỗ trợ mỗi đội đua 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giải đua thuyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Xã đã thành lập cái ban chỉ đạo và tổ chuẩn bị thu sửa lại thuyền rồi các phương tiện phục vụ cho công tác đua thuyền. Và đồng thời xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân cùng con em quê hương đang học tập sinh sống mỗi miền tổ quốc ủng hộ cả về vật chất và tinh thần cho công tác luyện tập của đội. Và cho sau hơn 10 ngày luyện tập thì đến hôm nay thì xã đã sẵn sàng với cái tinh thần quyết tâm cao là thi đấu để mang
thành tích kỳ chiến thắng về cho đội nhà. Lễ hội đua thuyền truyền thống là một sự kiện văn hóa thể thao được mong chờ nhất trong năm của huyện Tuyên Hóa. Thông qua đó nhằm động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn huyện, vì mục tiêu nâng cao sức khỏe, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và 138 năm ngày quốc tế lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2024. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay kéo dài 5 ngày, do vậy thu hút lượng khán giả đến xem và cổ vũ rất đông. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng dọc hai bên bờ sông Danh và phía trên cầu Châu Hóa, đông đảo người dân và du khách đến động viên, cổ vũ. Tiếng hò reo, tiếng trống, tiếng kèn, băng rôn, biểu ngữ cổ động đã tiếp thêm động lực khích lệ cho các đội đua. Kết quả cuộc đua phụ thuộc vào sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Các tay đua có sức khỏe và kỹ thuật tốt, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội với những màn tranh đua quyết liệt của các thuyền đua trên sông đã tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt, sôi nổi. Để thuận tiện cho khán giả theo dõi và cổ vũ, ban tổ chức đã bố trí hai màn hình LED, một màn tại bến đua phía Châu Hóa và một màn tại cà phê Lèn Trúc phía xã Tiến Hóa. Thuyền tổ chức với quy mô lớn cho nên không khí rất là náo nhiệt và là sôi nổi. Tôi hy vọng là xã nhà sẽ đạt được giải cao. Tôi đến từ Thanh Hóa, thì hiện tại đang sinh sống tại Nhật Bản, thì cùng nhân dịp lễ tôi về Việt Nam chơi, thì cũng hòa mình trong không khí lễ hội và cuộc đua thuyền của người dân ở đây, thì tôi cũng rất vui. Với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với nguồn xã hội hóa, các đội đua đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, đội đua, vận động viên tham gia. Do đó, giải năm nay với lực lượng vận động viên đồng đều, các đội đua đã nỗ lực đua tranh nhau ngay từ vạch xuất phát cho đến từng mét nước trước vạch đích. Ở các lượt đua đã diễn ra kịch tính, bất ngờ. Với tinh thần thể thao cao thượng, các đội đua đã nỗ lực hết mình, vận động viên phối hợp nhịp nhàng, thể hiện qua từng nhịp chèo mạnh mẽ, dứt khoát, cống hiến cho người xem những đường đua đẹp, hấp dẫn. Và có lẽ sau tất cả những sôi nổi, hào hứng, rộn ràng của cuộc tranh tài, lắng đọng lại chính là tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc được khơi gợi mạnh mẽ từ chính lễ hội đậm bản sắc này. Nói chung là về được dắt để nói những cảm thấy trung trường như công an và cảm thấy trong đồng đội và cả ban lãnh đạo của xã đều nói phấn khởi và bà con nhân dân đều phấn khởi. Sau 3 giờ tranh tài đầy kịch tính, kết quả xã Kim Hóa giành giải nhất hạng A, giải nhì thuộc về xã Thuần Hóa, giải ba thuộc về xã Thạch Hóa, giải khuyến khích đội xã Châu Hóa. Ở hạng B, giải nhất thuộc về xã Mai Hóa, giải nhì xã Lê Hóa, giải ba xã Phong Hóa và giải khuyến khích đội xã Thanh Hóa. Ban tổ chức cũng đã trao giải phong trào cho các đội còn lại. Lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức đã góp phần tạo nên những nét đặc trưng, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân huyện Tuyên Hóa. Thông qua lễ hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện nâng cao sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, cùng nhau xây dựng đời sống mới của quê hương.